Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo của Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Và như bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là Minh Toàn đi từ phía sân vận động Mỹ Đình ngược về phía Hà Đông. Và hôm nay là cái hôm mà đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam U23 Việt Nam thi đấu với lại đội tuyển Malaysia ở cái chung kết. Thành ra là đường xá bây giờ ở cái đoạn Mỹ Đình này hiện tại là đang tắt đường cục bộ. Mọi cái ngõ mà về cái sân Mỹ Đình hiện giờ từ khoảng 4:30 chiều đến bây giờ là tắt đường cục bộ. Và như ở sân vận động Mỹ Đình, như Minh Toàn vừa gửi một xe máy là hiện tại là cũng mất 50.000 một cái xe máy. Chúng ta gửi trước sân vận động Mỹ Đình ấy, chứ không phải là gửi hát canh sân vận động. Nhưng mà giá vé một xe máy là 50.000. Và hiện tại thì Minh Toàn đang vừa ra ngoài sân vận động Mỹ Đình để gửi một số hình ảnh đến quý bà con cô bác. Và bây giờ Minh Toàn đang có chút việc gấp, thành Minh Toàn phải về Hà Đông. Đây là cái đại lộ Thăng Long. Giao này là giao giữa đại lộ Thăng Long và cái đường Quang Đạo, Lê Quang Đạo. Nếu mà tối nay mà Việt Nam mà chiến thắng thì chắc là các bạn trẻ đi báo bóng đá sẽ là rất là đông đây. Chúng ta đang đi lưu thông trên tuyến đường đại lộ Thăng Long và phía màn bên này là màn phía bên trong. Minh Toàn xin phép được rẽ phải để về Hà Đông. Đây
Đây là cái cầu này là cầu Mễ Trì. Và đường Hà Nội thì ngay lúc này đây thì chắc là không bị tắc đường, bởi vì là cũng gần đến giờ đá bóng rồi. Mọi người là tụ tập ở các cái quán nhậu hoặc là tụ tập ở nhà nào đấy để tổ chức ăn uống và xem bóng đá. Hoặc là như Minh Toàn vừa ra sân vận động Mỹ Đình chẳng hạn. Đấy là những cái tụ điểm mà thu hút tất cả mọi người yêu mến bóng đá cũng như là yêu mến đội tuyển U23 Việt Nam để về xem cái trận chung kết năm nay. Đường này thì bây giờ khá là vắng. Đấy. Các bạn thấy ít người lưu thông luôn. Đây, Minh Toàn đến đây, Minh Toàn xin rẽ trái đây. Ví dụ như đây là một cái địa điểm để xem máy chiếu này. Lúc chiều mình toàn đi đường này nhưng mà tắc lắm, tầm đấy là khoảng 4 giờ. Nhưng mà giờ này thì không thấy tắc nữa rồi. Đây là trước mặt chúng ta là đường Lê Văn Lương rồi. Đường Lê Văn Lương. Đây là Lê Văn Lương kéo dài. Đường Lê Văn Lương này thì có một cái làn xe buýt nhanh BRT. Đây là cái làn mà cái con xe màu xanh xanh ấy. Đây là xe buýt nhanh nhưng mà với cá nhân Minh Toàn thấy không nhanh chút nào cả. Dành riêng hẳn một làn cho xe buýt chạy nhưng mà không thấy nhanh chút nào. Và chúng ta rẽ trái đây là chúng ta về Bộ Lao Hà Đông cũng như là Làng Việt Kiều Châu Âu. Làng Việt Kiều Châu Âu.
đi thẳng đường này là chúng ta ra đường Trần Phú Hà Đông và đường Nguyễn Trãi Hà Đông. Và chúng ta đang lưu thông từ hướng Lê Văn Lương kéo dài đi ra đường Trần Phú và Nguyễn Trãi. Đằng trước mặt chúng ta cái tòa nhà to là cao cao đấy là tòa nhà Hồ Gươm vừa ra, nơi có Bixi Hà Đông mới mở. Đấy, đường này bây giờ cũng sầm uất phết đây các bạn, tu tập ăn uống ở đường này. Đây, và chúng ta rẽ vào đây là rẽ vào đường Bộ Lao. Chúng ta rẽ vào đường này. Đây là chợ Bộ Lao. We'll be right back.